lùng. Dòng sông hương còn trôi, vẫn trắng xưa còn soi. Sao không thấy anh về thăm anh ơi? Câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu? Giờ anh nối rừng ngạn xa dài. Tình quê hương còn say, anh nhớ về cho ấm lại anh chẳng thề. Em ơi, chiều nay rừng sương phủ, quân hành đường còn xa ngàn hoa xin tím mênh mông. Hoa xin thầm nhắc anh duyên tình, thương thương về bóng hình người em bên mái nhà tranh. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini model kèn là Kenwood ES3. Dàn này full chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Mình đang nghe lít tét qua chức năng đĩa CD nha. Bây giờ em sẽ lấy CD ra và hướng dẫn mình sử dụng. Ở đây nó có cái mũi tên, MD có mũi tên là mình lấy đĩa. Thì ở trên MD cũng có mũi tên, theo mặt số mình cứ bỏ thẳng như vậy vào là mình cho đĩa MD vào. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa nhạc, chép nhạc lên cái đĩa này. Đĩa MD có tuổi thọ rất bền, lên tới vài chục năm nha. Bên em có bán MD và nhạc chép nhạc theo cầu. Các anh thích ca sĩ, thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ đem chép nhạc vào đĩa cho mình. Đây là số điện thoại bên cửa hàng em, 0931008099. Các anh cứ gọi đến số này hoặc nhắn tin Zalo cho em, để em gửi hình ảnh chi tiết của bộ dàn Kenwood qua Zalo cho mình tham khảo trước khi mình quyết định mua hàng. Giá bán bộ dàn full chức năng như vậy là 800.000, nên mình có thể cân nhắc chuyển khoản đủ 800.000 hoặc cọc giúp em 300.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Bên em bán hàng toàn quốc, không bao phí ship, nên các anh nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Một bộ dàn cực kỳ nhỏ, các anh có thể không tưởng tượng được. Nó rất là gọn, cực kỳ gọn luôn. Để cho phòng trọ, phòng ngủ hay là bàn làm việc rất là lý tưởng. Mình dùng nghe nhạc, dùng học tập đều ok. Có hai cái dãy đèn led màu xanh rất sáng. Bây giờ em để cái găng tay cho mình dễ hình dung nha. Đây. Chiều cao nó chỉ là 22cm, rất gọn. Còn chiều ngang đó đây, một găng tay em. Chưa tới hai găng tay. Chiều ngang là 35cm, chiều cao là 22cm. Dàn cực kỳ nhỏ gọn, đặt để nhiều vị trí khác nhau đều được hết. Mình không sợ rùm ra, đặt để vị trí nào cũng được. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, nên các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các anh có nhu cầu mua cục đổi nguồn hoặc là dây cái nối điện thoại hay đĩa MD kèm theo dàn thì liên hệ em nha. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Trên dàn này mình có thể chỉnh được tăng bass. Qua cái nút sau này mình có thể tăng được tiết bass. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ suốt binh
qua rừng dẹp quần xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một danh nhân, vua sao xuyến tâm hồn với nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường. Mình vừa nghe đoạn clip test qua đĩa MD và CD, em sẽ lấy đĩa cho mình. Đây là cái mặt trong, mặt ngoài mình cứ để nguyên cái đĩa như vậy, tự nó nuốt vào nha. Em làm lại cho mình xem nè, tự nó nuốt vào. Đây là cái mũi tên, để lấy đĩa ra. Bây giờ em quay mặt sau cho các anh tham khảo. Hỗ trợ ngõ súp để kết nối súp điện rời, tăng dễ em trăm. Hỗ trợ ngõ ao ít 2 đầu AV ra 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Công suất của amply là 33W. Hàng nội địa Nhật chạy điện 100V nhé. Công suất của lo là 20W trên cặp lo. Đây là tổng thể mặt sau. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua bộ vàng này thì cứ liên hệ đến cửa hàng em nhé.